các bạn, chào mừng các bạn đến với Tung Tăng TV. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau trải nghiệm một món bánh mì được mệnh danh là ngon nhất thế giới. Bởi vì sao nó ngon nhất Việt Nam rồi thì thế giới chắc là không qua được. Và ở Việt Nam nó lại không phải ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh mà lại ở phố cổ Hội An. Do đó bây giờ anh em chúng tôi sau khi đã đi dạo quanh phố cổ ngắm rồi thì phải đến thời điểm ăn chứ anh nhỉ? Đúng rồi. Mà đây thường là thời điểm ăn sáng cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau vào trải nghiệm quán bánh mì Phượng. Ừ, chào con. Đây. Ok. Đây là fan của Phan Nhí. Rồi nha. Rồi. Chào con. Rồi. Chúng ta sẽ đi vào và hiện tại thì ở quán bánh mì Phượng. Tiệm bánh mì Phượng. Ở đây muốn ăn bánh thì phải xếp hàng. Bây giờ là thời điểm buổi sáng. Cũng qua cái bữa ăn sáng rồi thì nó còn vơi đi một chút đấy. Nếu mà đến sớm hơn hoặc là đến cái tầm vào bữa ăn ấy thì là cực kỳ đông. Cái hàng này có thể dài đến tận đầu kia cơ. May mắn là chúng ta đến sớm tí cho nên là cái công đoạn xếp hàng thì nó đỡ đi. Bây giờ thì vẫn đang đông đấy, mặc dù đang sáng. Nói về ăn ngon mà thì ai cũng muốn ăn ngon, cho do đó thì các bạn có thể thấy rằng là tất cả mọi người, từ khách du lịch này, từ những người dân địa phương này, già trẻ lớn bé, trai gái đều xếp hàng. Đấy, ai muốn ăn ngon đúng không? Em ơi, vào xỉa một canh. Thôi chuẩn bị tiền thôi. Cảm giác của em quá trình chờ đợi thế nào? Quá trình chờ đợi là em đang làm việc khá là lâu, tại vì cái chị này còn đã hỏi giá chưa? Chưa luôn à?
Thế bây giờ 100 nghìn mà mua cho anh em ăn có đủ không? Ăn bao thôi, chia nhau ra mà ăn thôi. À, chia ra mà ăn trải nghiệm đúng không? Mình không có tiền thì mình phải thế, đấy. Ở đây thì nhưng mà có... em thì một mình em thì chắc ăn hết một hộp. Chắc ăn thì cái chia ra mà ăn cho để ăn ăn mấy hộp. Sao Cường? Không ăn đâu. Có ăn không? Em hết tiền rồi anh ơi, bây giờ em phải xin. Đúng rồi, em phải xin, bắt buộc phải chia. Ở đây có bánh mì này, bánh bao này. Chắc là có nhiều loại bánh nữa. Có chỗ ngồi bên trong nữa. Có chỗ ngồi bên trong nữa. Chị ơi, mấy hộ đi. Em xem bánh mì là bánh mì thôi. Bánh mì cá ngừ là 30.000. Vâng, em ăn lắm xoay cái. Bánh mì thịt xông khói là 25, bánh mì thịt bò trứng 30, bánh mì... Thôi để vào xem đi. Cá ngừ là 30.000. Đấy, chúng ta sẽ vào để xem cái giá bánh mì. Bánh mì hamburger 30.000, bánh mì tỏi 20.000, bánh mì thập cẩm 25.000, bánh mì phô mát. Bánh mì trứng của Úc Lan. Bao bánh mì rất hấp dẫn. Thịt nướng này, thịt gà này, dăm bông này, chả là thịt lợn này. Cá hộp luôn. Em món đỏ có chưa nè? Dạ chưa, đang còn đợi ạ. Đang còn xếp hàng ngoài kia. Bánh đi. À, các bạn đã... bao nhiêu chị? Hành tây ạ. Có các bạn lấy chị Văn ơi. Cái này hình như là muối ớt xanh đúng không? Muối ớt xanh à. Đây là trong lúc chờ đợi bánh mì bởi vì quá đông nên chúng tôi đã phải ăn lót dạ trước rồi bánh bao. Bánh bao đây cũng khá là ngon. Cái vỏ của nó khác với những cái vỏ mà tôi hay ăn ở Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh. Nó có một cái gì nó rất là xốp xốp. Mà rất dai. Nó không mịn nhưng mà nó được. Ở đây là thay vì trứng chim cút nhỏ, họ cho hẳn một nửa quả trứng gà này. Đây. À, trứng gà. Em chưa thấy nửa trứng gà đâu luôn. Đây này em. À. Ngày xưa á, thêm tôi nhất là cái chuyện mà bẻ đôi cái bánh bao ra để chia nhau ấy nhỉ. Bởi vì có thể là một người sẽ được trứng, một người không được trứng. Lúc đấy là đánh nhau ấy. Nhưng mà vấn đề là bạn thích ăn chịu không nổi nhưng mà làm miếng. Thích ăn nhân hay là thích ăn vỏ? Em là thích ăn vỏ đó. Không, cái một mày cái mùi thơm bánh bao dài dài. Một cái bánh bao là bao nhiêu tiền? 12.000. 12.000 là rẻ. Có thể là một số nơi thì bánh bao có thể là 5.000, 10.000. Nhưng mà tùy vào cái nhân bên trong và cách chế biến. Nhưng mà ở đây ăn thì thường ở ngoài thơm lắm. Bánh xanh xanh này chắc là nếp đúng không? Hay là cái hương cốm thì là dứa. Bó bánh mì đặc biệt một cái là bó bánh mì ở đây mà lò bánh mì ngay bên kia. À, ngay kề bên luôn. Lò bánh mì. À, tức là cái vỏ bánh cái đúng không? Đó. Vừa mới chín ra lò bắt đầu đem ra đây để mổ ra cho nhân vào. Cái nhân này cái gì? Xà xíu à? Không. Đây, cái nhân này thịt băm với cả hành với nhiều cái hương vị nó hấp lên. Thịt béo béo. Có hành. Mình làm sâu chưa? Chưa. Nãy giờ đến đứng đợi nhưng mà vẫn chưa xong bởi vì lượng khách cũng rất là đông và chúng ta cũng phải xếp hàng để đợi thôi. Béo đúng không? Béo béo. Béo béo.
Nói chung là quá trình chờ đợi ngồi ứa hết nước bọt luôn. Thèm lắm. Mọi người hay ăn bánh mì thập cẩm kiểu mix giữa thịt này, rồi là dăm bông này, rồi là cá xíu hay là cái pate ấy. Đa số là như vậy. Lượng khách Tây cũng rất là đông luôn. Hầu như là ở Hàn Quốc cũng có này, châu Âu cũng có luôn. Số trực tiếp luôn. Mở ra là có số anh liền. Trường sinh hoạt thành phố gì không? Trường gì? Trường sinh hoạt thành phố gì không? Cô mới để con bón lên đường trước nhà không lại? Có, lâu lâu có bón như là không? Đã lồn chứ đâu không bón. Đây lồn không đủ khả năng để mà đáp ứng. Câu của anh đi lồn hết trơn hả? Ờ, thì đứa lồn chân gạo, đứa lồn chất sỏn. Nó đã rồi đó. Ê, lâu bữa nay tan cường đậu quân 4-5 người lạ, người mới. Tùng, 4. Quá trình chờ đợi cũng khá là lâu bởi vì cái món mà bánh mì cá ngừ chúng ta phải chờ đợi thôi. Bởi vì tụi mình sẽ mua 3 loại bánh mì để có thể ăn và trải nghiệm cho nó đủ vị, cũng như là biết được một số cái món bánh mì ở Bánh Mì Phượng của Hội An. Và đây là một cái món ăn mà các bạn cần phải trải nghiệm để biết rằng ở Hội An có những món ẩm thực như thế nào và nó hợp lý ra sao. Với mức giá thì chúng ta đã xem rồi đấy, từ 10.000 trở lên là chúng ta có thể là ăn được. Chờ đợi tiếp, chúng ta lại chờ đợi tiếp. À, đây bên bạn kia đang còn đấy ạ. Rồi. Ngon này. Em quay cái gì luận gì đó em? Đấy, làm cái chương trình trải nghiệm bánh mì nổi tiếng. Quay lên TV rồi. Đấy, bánh bao cắt làm 4 ra. Con không mang được cái nhân. Đây. Ok, chúng ta đã mua được bánh mì. 3 ổ là bao nhiêu tiền? Ở đây chúng ta sẽ có 3 ổ bánh mì, một ổ rẻ nhất và một ổ đắt nhất. Ổ rẻ nhất đó là ổ hành với phô mai 15.000. Rồi. Đó, đắt nhất là cá ngừ 30.000, còn ở giữa là 25.000 là bánh mì heo quay. Bánh mì heo quay 100.000, bây giờ còn 30.000. Ăn thôi. Thôi anh em chiến thôi. Sao có 25.000 mà sao bây giờ 25 cho anh? 15 với 15 cộng 30. Này. 15.000 đó. Có bánh mì nhất không? Ừ, ăn ngay không thôi, ăn ngay tại chỗ luôn đi. Thực ra là tôi rất muốn là thử ăn ngay bởi vì là vừa mới làm xong, mọi thứ còn đang nóng giòn này, để mà chậm hơn khoảng 5 phút thôi là cái chất lượng vỏ bánh nó đã khác rồi. Tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi nhỉ? Miếng ăn là phải tận hưởng này. Bây giờ u rồi các bạn thấy chưa? Nước sốt chảy. Nước sốt của cá ngừ. Thế nào vô tình lấy được một cái cá ngừ này. Đây. Các bạn thấy chưa? Cứ tính toán. Nhìn thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn rồi. Thị giác là thấy những miếng thịt nhô lên này, rồi màu xanh của rau, của dưa leo. Còn cái này làm sao màu thấy? Màu vàng, màu đỏ của ớt. Đấy. Tạo đây cái gì đây? Rong biển à? Ủa rồi. Đây là hương vị mới trong bánh mì bây giờ tôi mới biết nha. Ê, bẻ ra này. Cho các bạn nhìn. Có dao này. À có dao à? Đây. Dao. Ở đây gọi là cái gì chị? Yo. À? Ăn từng yo đây à? Một hai ba yo. Đây các bạn thấy chưa? Thực ra tôi thích những cái bánh mì nhỏ nhỏ như này bởi vì ăn nó vừa nước đúng không? Chảy quá, nước chảy. Điện nước đầy đủ chảy. Đây. Bánh mì cá ngừ. Chảy nước. Rồi, cảm ơn chị. Rồi cảm ơn. Đây. Và cái sự tinh tế là nó nằm thêm một tí nữa, đó là cái miếng giấy bọc phía ngoài bánh mì cũng là đầy đủ thông tin để cho chúng ta có thể biết cá ngừ. Chứ không ở bọc giấy báo nhá, bọc giấy báo rất là nguy hiểm bởi vì cái mực của giấy nguy hiểm lắm. Vỏ bánh mì nó giòn tan chứ không phải là nó dai. Chúng nó cắn miếng nào là nó hoàn thiện miếng đó, và tất cả những cái nhân này
nó cũng không quá dai, không hiểu là do cá ngừ hay là cái thịt quay, không biết là nó có dai hơn không, nhưng mà cái này tôi cảm giác là rất là vừa vặn, cắn là nó trong miệng luôn, chứ không phải là một số nơi mình ăn mình dai á, cắn nó có phải có ớt giật giật ra này rất là bất tiện. À, riêng cái món cá ngừ, riêng cái cá ngừ bên trong thì hình như là được chế biến theo cái công thức riêng của tiệm, cho nên là có khác hẳn, chúng ta cứ nghĩ là thịt đột nhưng mà không phải, người ta chế biến riêng. Béo ngon. Thực ra tôi nghĩ ngon nhất là cái vỏ bánh, nó rất là giòn thơm đó, và khi mà chúng ta ăn ngay này nó có cái độ nóng ấm, nó chưa cái nước sốt ấy nó chưa bị ngấm vào trong cái vỏ bánh để chúng ta có thể cảm nhận được hết đấy. Đấy, được rồi, ăn thế này mới sướng. Đúng rồi, vỉa hè mới đẹp, cái này mới sướng. Đấy, vỉa hè như thế này mới sướng. Ngoài ra thì có một số cái gia vị họ nêm nếm vào, ví dụ như ớt này tăng thêm cái kích thích cái vị giác rất là mạnh. Rồi nói chung là nó không ngấy khi mà có thêm cả những cái rau sống nữa. Và tất cả những nguyên liệu này không phải tự nhiên mà họ cho vào, nó đều có những cái nguyên nhân và có cái câu chuyện của nó. Cá ngừ, cá ngừ này là mình là chế biến đúng không? Tự chế biến khác, cá ngừ thì không khác hoàn toàn luôn. Thực ra cá ngừ, vị cá ngừ á là phục vụ khách Tây thì họ sẽ thích nhiều hơn. Tuy nhiên với những cái người khách Việt Nam mà muốn đổi vị, muốn lạ miệng thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Bởi vì thường ngày chúng ta ăn thịt heo quá nhiều rồi đúng không? Tại sao thử cá ngừ? Ăn bò nữa, có thịt bò ăn. À có cả thịt bò ạ. Hai người bạn hai ông ơi, bạn trải nghiệm phát biểu ý kiến này đi. Rất là thơm, hình như tôi để ý thì có cả vị mình hành. Mình bận ăn rồi nhá. Có cả vị hành nữa đúng không chị? Ít chua, ít chua. À, cái vị hành nó không thêm cho món ăn đó. Nó dễ ăn hơn bởi vì là nó hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Nó rất là, gọi là giam nhỉ? Đúng rồi. Nó rất là bắt, bắt miệng, kích thích cái vị giác và kiểu amazing. Đúng rồi. Amazing. Amazing. Tại chốt câu chuyện đó là amazing. Yummy. Oh, I see. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả các bạn. Ta đã trải nghiệm không hương vị cá ngừ, còn bên đội này hương vị gì thấy không? Năm người này chấm vào 1, 2, 3. Yummy. Cô cảm thấy thế nào là khi mà bọn cháu đến trải nghiệm cái món bánh mì này và góp phần làm cho mọi người biết đến về ẩm thực Hội An nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung? Thì cô rất là happy, happy, very happy. Thì mọi người đã đến ủng hộ và có nhiều lời lời chúc, mà cũng như là chúc lời và phát biểu về cảm nghĩ về như là bánh mì cô là khoái tán của cô, thương hiệu là càng ngày càng nổi tiếng, là cô rất là happy. Cảm ơn cô.